thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, căn cứ vào quy định điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm của Đảng bộ cấp trên, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Phạm Thị Thu Dung, với sự quan tâm giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2021, chi bộ tổ 29 tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng theo quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Trân. Kính thưa các đồng chí, tới dự buổi lễ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đảng ủy có đồng chí Hoàng Minh Tiệp, bí thư đảng ủy. Về phía chi bộ có đồng chí Nguyễn Tý Vi, bí thư chi bộ tổ 29, cùng toàn thể các đồng chí trong các ủy chi bộ, đảng viên trong chi bộ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Vinh, bí thư chi bộ, lên đọc và trao quyết định kết nạp cho đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Thu Dung. Kính mời đồng chí. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hải Phòng, quân ủy Lê Trân, quận Lê Trân ngày 17/9/2021, số 223 QĐ trên QU quyết định kết nạp đảng viên căn cứ điều 4 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xét đơn xin vào đảng của quần chúng Phạm Thị Thu Dung, xét nghị quyết số 02 nghị quyết CB ngày 3/8/2021 của chi bộ tổ dân phố số 29, nghị quyết số 55 nghị quyết của đảng ủy ngày 23/8/2021 của đảng ủy phường Vĩnh Hiệp về việc đề nghị kết nạp quần chúng Phạm Thị Thu Dung của đảng. Ban thường vụ quận ủy quyết định điều 1 kết nạp quần chúng Phạm Thị Thu Dung, sinh ngày 19/8/1966, quê quán xã Tiên Thanh, huyện Yên Lãng, thành phố Hải Phòng, vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ tổ dân phố 29 chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp cho đồng chí Phạm Thị Thu Dung vào đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức, văn phòng quận ủy, đảng ủy phường Vĩnh Điệp và chi bộ tổ dân phố số 29 và đồng chí Phạm Thị Thu Dung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ, phó bí thư Phạm Văn Tân đã ký đề nghị chúng ta. Sau đây tôi sẽ thay mặt chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Thu Dung. Tiếp theo chương trình, kính mời đồng chí Phạm Thị Thu Dung, đảng viên mới, lên đọc lời tuyên thệ. Bí thư đảng ủy, kính thưa toàn thể các đồng chí trong chi bộ, từ giờ phút thiêng liêng này, tôi được vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đảng ủy, quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa: một, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của cách mạng của đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của đảng. Hai, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Ba, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi,
chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, nơi ở và nơi công tác, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy. Xin thề, xin thề, xin thề. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư chi bộ, lên giao nhiệm vụ cho đảng viên và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ Phạm Thị Thu Dung. Xin mời. Kính thưa đồng chí Hoàng Minh Tiệp, Bí thư Đảng ủy phường Minh Tiệp, thưa toàn thể các đồng chí trong chi bộ, thay mặt các vị chi bộ, tôi xin phát biểu và giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Thị Thu Dung, đảng viên mới. Kính thưa tất cả các đồng chí, Bác Hồ đã dạy đảng viên chúng ta vào đảng không phải để làm quan phát tài, vào đảng để phục vụ tổ quốc, phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. Từ giờ phút này, đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết, đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ và 4 quyền hạn của người đảng viên như sau. Điều 3, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định 4 nhiệm vụ cụ thể. 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong thực tế, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí. Điều 3, điều lệ Đảng quy định có 4 quyền như sau. 1. Được thông tin và thảo luận về các vấn đề cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, biểu quyết các công việc của Đảng. 2. Ứng cử, đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo của các cấp của Đảng theo đúng quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của các tổ chức của đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức, báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có tất cả các quyền trên trừ quyền biểu quyết ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Phạm Thị Thu Dung là đảng viên dự bị, thời gian dự bị là 12 tháng. Sau khi đủ 12 tháng dự bị, đồng chí Dung sẽ viết bản kiểm điểm, hoàn thiện các thủ tục để chi bộ xem xét và đề nghị đảng ủy cấp trên có thẩm quyền để công nhận đảng viên chính thức. Chi bộ phân công cho đồng chí Nguyễn Văn Đào và đồng chí Nguyễn Văn Hiến sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng. Trong thời gian qua, đồng chí đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bây giờ mong đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện mình. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trong thời gian qua được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy phường Vĩnh Điểm trong việc được bồi dưỡng phát triển đảng viên, chi bộ tổ 29 đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Minh Kiệt, Bí thư Đảng ủy cấp trên lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo buổi lễ. Kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiên Minh, Bí thư chi bộ. Kính thưa các đồng chí trong cấp ủy chi bộ cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ 29. Hôm nay thay mặt cho đảng phường thì tôi rất vinh dự được về dự lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ tổ dân phố 29. Thì trước hết thì xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Kính thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay thì trước hết xin gửi tới chi bộ cùng toàn thể các đảng viên cũng như cá nhân của đồng chí Phạm Thị Dung ngày hôm nay được vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Thì kính thưa toàn thể các đồng chí, thì đồng chí Phạm Thị Dung sinh năm 1966 thì cũng đã nhiều thời gian công tác tham gia các đoàn thể chính trị xã hội của tổ dân phố, và đến nay thì với cái nguyện vọng tha thiết được đứng trong hàng ngũ của đảng thì được chi bộ cùng các đảng viên trong chi bộ quan tâm giúp đỡ rèn luyện và xét được kết nạp vào đảng, thì được quyết định của ban thường vụ ngày hôm nay chi bộ tổ chức như thế này. Thì đây cũng là vinh dự và niềm tự hào đối với cá nhân gia đình đồng chí Phạm Thị Dung cũng như là niềm vinh dự của các ủy chi bộ toàn thể các đảng viên trong chi bộ chúng ta. Kể từ ngày hôm nay chi bộ có thêm một đảng viên mới cùng sinh hoạt cùng hoạt động công tác tại chi bộ chúng ta. Thì trong thời gian chuẩn bị 12 tháng thì tôi đề nghị các đồng chí trong các ủy chi bộ toàn thể các đảng viên, đặc biệt là hai đảng viên của chi bộ phân công giúp đỡ đồng chí Phạm Thị Dung tiếp tục giáo dục kèm cặp động viên để đồng chí Phạm Thị Dung hoàn thành thời gian dự bị 12 tháng. Và cá nhân đồng chí Phạm Thị Dung thì tôi cũng đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sở trường và phát huy nhiệt tình công tác để tham gia xây dựng hoạt động của chi bộ của tổ dân phố và đoàn thể mình phụ trách để xây dựng tổ chức đơn vị để phát triển. Trong thời gian tới đây thì kính đề nghị với toàn thể các đảng viên, đặc biệt các đồng chí trong cấp ủy chi bộ tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cấp ủy và lãnh đạo của dân phố, thực hiện hoàn thiện toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao trong năm 2021 với mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Thì cấp ủy chi bộ cùng toàn thể các cán bộ đảng viên nhân dân trong tổ 29 chúng ta đã đoàn kết đồng lòng chung sức phòng chống dịch và tiếp tục giữ vững được phong trào thi đua trong các tổ dân phố. Thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương thì chúng tôi xin ghi nhận, biểu dương, chúc mừng các đồng chí trong chi bộ chúng ta và xin kính chúc chi bộ chúng ta tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết thống nhất, xây dựng chi bộ tổ dân phố ngày phát triển, góp phần xây dựng phường Vĩnh Điểm chúng ta phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Minh Kiệt. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí. Trong cái giờ phút thiêng liêng này, thật sự là tôi rất là xúc động và cũng không biết bày tỏ gì hơn. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy ban nhân dân phường, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy Hoàng Minh Kiệt cùng các đồng chí trong ban cấp ủy của chi bộ, các đồng chí của chi bộ đã cho tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đó là niềm mơ ước và cũng là vinh dự của gia đình tôi cũng như bản thân tôi. Và tôi xin hát bài Đảng là cuộc sống của tôi để ca ngợi đảng vinh quang. Xin mời các đồng chí cùng tôi chúc mừng đảng vinh quang của chúng ta. Thank you.
là cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Nàng đã cho tôi nghe sóng niềm tin giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy màu sáng cho đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu cho mọi ước mơ trên đời. Ôi đảng của tôi ơi mãi mãi ở dần hóa lời ca.
sang quán tang lao. Trước như tuổi thơ tôi nào biết được, máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước. Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông, đàn đã cho tôi sang quán tang lao. Lễ kết nạp hôm nay.